Rồi, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn, tôi đã gọi vốn thành công nhờ 3 chiến lược của thầy Phạm Thành Long. Tôi là Nguyễn Hồng Hải, hiện là CEO Founder của công ty cổ phần Delabu Holding. Đó là một công ty hoạt động trong lĩnh vực chuỗi spa chăm sóc sức khỏe thẩm mỹ Việt Nam và có một cái trường đào tạo nghề sức khỏe và sắc đẹp ở miền Nam, ở miền Trung. Trong vòng 2 năm qua làm startup. Thì trước đây tôi khi tôi khởi nghiệp làm ngành spa thì tôi không có vốn để mà bắt đầu một mô hình kinh doanh. Lúc đấy là lúc năm 2021 và 2020 thì dịch bệnh Covid xảy ra khiến cho hoạt động kinh doanh đám cưới của tôi bị đóng băng tê liệt và tôi không có tiền để khởi động kinh doanh. Tuy nhiên vì cái việc tê liệt hoạt động kinh doanh thì tôi có tham gia các chương trình đào tạo huấn luyện phát triển bản thân của thầy Phạm Thành Long. Thì tôi bắt đầu đi học các cái chương trình Ego Club rồi các cái chương trình học thêm. Thì lúc này khi mình học thì mình gặp được rất nhiều bạn bè, nhiều người họ làm kinh doanh giỏi, rồi họ phát triển doanh nghiệp công ty hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ. Thì bắt đầu mình có những cái tư duy về mở rộng và phát triển kinh doanh. Thì bên cạnh đó thì tôi thấy được cũng một số anh em bạn bè của mình thì họ gọi vốn được, có nhiều cổ đông, công ty có thành công ty cổ phần. Thế thì tôi mới tò mò, tôi mới băn khoăn và tìm hiểu, tìm cách để có thể phát triển được cái việc phát triển doanh nghiệp theo cái công dạng công ty cổ phần và gọi vốn. Thế thì khi đi học thầy thì tôi có 3 cái chiến lược mà tôi thực sự tâm đắc và tôi mạnh mẽ, tôi quyết tâm rằng tôi sẽ gọi vốn để làm phát triển kinh doanh. Cái chiến lược số 1 đó là kinh doanh không bắt đầu bằng tiền. Có nghĩa là kinh doanh không cần vốn. Đó là một cái từ khóa rất hay ở trong EOKEN. Thì thầy bảo rằng cái chuyện mà để kinh doanh thì chỉ cần chúng ta có một cái mô hình kinh doanh hay, rồi là chúng ta có cái khả năng phát triển bản thân, nhân hiệu cá nhân, chúng ta hoàn toàn có khả năng bán hàng được. Là cái từ khóa đấy là từ khóa mà mình rất chia tâm đắc. Thế thì mình hoàn toàn không cần phải nhập hàng trước, mà mình hoàn toàn có thể tạo ra những chương trình bán hàng trước, sau đó mình lấy tiền đó mình đi nhập hàng. Thì cái từ khóa ở đây đầu tiên là kinh doanh không bắt đầu từ vốn. Đó là từ khóa số 1. Cái từ khóa số 2 mà tôi thích ở trong cái chương trình EOKEM, đào tạo EOKEM, đó chính là từ khóa ZLUCK mô hình kinh doanh. ZLUCK là gì ạ? ZLUCK là một thuật ngữ ám chỉ cái việc lệch múi giờ bay. Thế thì khi mà người ta lệch múi giờ bay thì người ta mất ngủ hoặc là cái đồng hồ sinh học không thay đổi. Thì trong cái kinh doanh thì thầy đang đưa một cái từ khóa, đó chính là ZLUCK, chính là chuyển một cái mô hình kinh doanh đã có ở nơi khác mà về với mình, về với địa phương mình, về với khu vực mình để mình làm kinh doanh. Thì với chiến lược này thì hoàn toàn mình có thể chuyển một mô hình kinh doanh hay từ nước ngoài về Việt Nam. Hoặc là đợt mình làm đấy là mình chuyển cái mô hình kinh doanh spa của một anh bạn đồng đội trong Ego Game, mình chuyển về Diện Châu của mình. Thì như vậy là mình ZLUCK là mô hình kinh doanh, là cái điều ô tô thứ hai. Và cái chiến lược thứ ba ở đây đó có lẽ là cái chiến lược joint venture, chiến lược hợp tác. Là thay vì việc mình có thể là mình phải đầu tư 100%, mình sở hữu 100% cái doanh nghiệp của mình, thì mình hoàn toàn có thể đầu tư ra, sau đó mình định giá cái doanh nghiệp của mình và mình bán bớt đi 50% cổ phần. Thì ở đây là chỉ là những cái từ khóa như vậy thôi, nhưng cho nó cho tôi tư duy rằng tôi sẽ gọi vốn để kinh doanh. Ví dụ như tôi nói tôi đầu tư cái spa là hết khoảng 1 tỷ thì tôi định giá cái doanh nghiệp spa của mình là hết khoảng 2 tỷ. Và như vậy tôi gọi vốn 1 tỷ vào để bạn giữ 49% cổ phần của cái spa của tôi. Thì như vậy là tôi có 51% cổ phần, thì bằng trí tuệ, bằng quy trình, bằng chất xám, bằng các cái mối quan hệ của tôi, chuyên môn của tôi. Còn bạn chỉ đầu tư tài chính và bạn giữ 49%. Tôi đầu tư về vận hành, về con người, về mọi thứ thì tôi giữ 51%. Thì đấy là cái từ khóa joint venture hợp tác. Thì ba cái chiến lược này đã giúp tôi tìm kiếm đào cái từ khóa về gọi vốn rất chi là mạnh mẽ. Và tôi đã đưa những cái hai cái spa đầu tiên của mình là gọi vốn thành công, định giá hai cái là Diện Châu và Hoàng Mai, thì một cái định giá là 3 tỷ, một cái là định giá 2 tỷ. Thì như vậy là ngay lập tức tôi đã gọi vốn được. Thì hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp cho bạn bắt đầu cái hình thành cái ý niệm là sẽ gọi vốn để kinh doanh. Thì nếu bạn quan tâm về gọi vốn thì bạn có thể follow cái kênh này của tôi để tôi có thể giúp cho bạn được nhiều hơn trong hoạt động gọi vốn, để bạn có thể tự gọi vốn để phát triển startup của mình. Cùng hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.